Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript. Ở bài này chúng ta sẽ học về hàm của Angular. Thì hàm của Angular được định nghĩa và khai báo với từ khóa function. Kiểu trả về của hàm là void hoặc có giá trị, và chúng ta sẽ dùng từ khóa return để trả về kết quả cho hàm. Ngoài ra, hàm ở trong Angular thì thường sẽ có tham số hoặc không, số lượng tham số và kiểu tham số tùy người lập trình cài đặt. Ứng dụng của hàm ở trong TypeScript là để tối giản code. Thì nhiều đoạn code dùng để thực hiện các công việc làm đi làm lại thì sẽ được viết thành hàm riêng để được gọi lại nhiều lần. Ngoài ra, khi ta dùng hàm thì code sẽ dễ nhìn trong sáng hơn vì được chia thành nhiều đơn vị nhỏ. Điều này làm cho việc đọc hiểu code của những người đi sau dễ dàng hơn. Và trong lập trình hướng đối tượng thì hàm được dùng để thể hiện hành vi của đối tượng đấy. Sau đây là một số cấu trúc sử dụng hàm trong TypeScript. Một đấy là định nghĩa hàm. Khi định nghĩa hàm thì ta dùng từ khóa function, sau đấy là đến tên hàm và cặp ngoặc tròn. Trong ngoặc tròn này ta có thể truyền biến vào. Sau đấy ta định nghĩa kiểu trả về của hàm bằng dấu hai chấm và kiểu biến kiểu giá trị của hàm phía sau. Nếu ta không khai báo kiểu biến thì mặc định kiểu trả về của hàm là void, tức là không trả lời gì cả. Sau đấy cặp vòng nhọn sẽ thể hiện các dòng code, các câu lệnh của hàm đấy. Và để thực thi hàm thì ta sử dụng cú pháp như sau: tên hàm, sau đấy các biến của hàm cần truyền vào. Sau đây là hết phần lý thuyết, chúng ta hãy đi vào thực hành nào. Tôi sẽ tạo mới một file, new file, sẽ là tên là hàm.ts. Hàm.ts, xem lại. Sau đấy tôi sẽ định nghĩa một hàm function f để trả về là x, ta sẽ truyền là một biến x giá trị là boolean. Ta sẽ tiếp tục gọi. Như vậy là ta đã định nghĩa xong hàm. Bây giờ ta sẽ biên dịch thử xem có lỗi cú pháp gì không. TSC hàm.ts. Như các bạn có thể thấy là hàm chúng ta đã không có lỗi gì, nên trình biến dịch không hiện lỗi ra đây. Tiếp tục ta sẽ định nghĩa sâu bên trong. Ta sẽ hiển thị ra màn hình system. Lock
con sôn trấn lốc. Xin chào Việt Nam. Sau đấy chúng ta lại tiếp tục biên dịch và chúng ta sẽ thử chạy file này. Thứ pháp node hàm.js. Như các bạn có thể thấy là chạy hàm này thì sẽ không có hiện tượng gì xảy ra, vì trong file source code ta mới chỉ định nghĩa hàm mà chưa gọi hàm ra. Ở dưới tôi sẽ gọi hàm F, chuyển biến vào ok chui và lại tiếp tục biên dịch và chạy thử. Okay. Đấy, như các bạn có thể thấy là chúng ta phải gọi hàm thì hàm mới được thực thi câu lệnh ở dưới này. Và tôi sẽ thử gõ tiếng Việt vào đây xem có được ăn không. Rồi, chúng ta lại tiếp tục công việc cũ, biên dịch và chạy. Vậy là các bạn có thấy là chúng ta sẽ không gõ được phông tiếng Việt ở trong comment line như thế này. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Bài của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi hoặc nếu thấy video hay hoặc không hay, hãy like hoặc dislike và comment bên dưới để tôi có thể tiếp tục nâng cao kỹ năng và bài học trong các khóa học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.